Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với kênh tin tức 24 giờ TV. Kính chúc quý vị sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng và sẽ có những giây phút thật tuyệt vời và bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức nóng có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh thế giới nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Mỹ cứng rắn lên tiếng dàn mặt cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông. Tiết lộ thông tin bất ngờ vụ tàu Hàn Quốc có thuyền viên Việt Nam bị Iran bắt giữ. Ấn Độ khôn đốn khi ngân sách quốc phòng hạn hẹp, khó đấu với Trung Quốc. Lộ hình ảnh bí mật đầu tiên của tàu ngầm hạt nhân mới ở Trung Quốc Mỹ làm căng vụ Trung Quốc tham gia phát triển cảng lớn nhất Israel. Sau đây mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Mỹ cứng rắn lên tiếng dằn mặt cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn ở Biển Đông. Reuters dẫn thông báo mới đây của Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ cho hay, các chuyến bay của máy bay quân sự Trung Quốc tại Biển Đông hồi tuần trước không gây ra mối đe dọa với tàu sân bay Mỹ, nhưng cho thấy hành vi gây bất ổn và gây hấn của Bắc Kinh, Nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt theo dõi sát sao mọi hoạt động của không quân và hải quân lực lượng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, và họ không gây ra mối đe dọa nào cho tàu, máy bay, thủy thủ của Mỹ. Thông báo viết, Reuters dẫn một lời quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, các máy bay Trung Quốc không tiến vào khu vực cách nhóm tàu chiến Mỹ 250 hải lý. Trước đó Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay trên đã vào biển Đông ngày 23 tháng 1 để tiến hành các hoạt động thường lệ nhằm đảm bảo sự tự do của các vùng biển, xây dựng các quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy an ninh hàng hải. Đợt triển khai này diễn ra 3 ngày sau khi tân tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Trong khi đó, Financial Times dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ và đồng minh cho biết các máy bay Trung Quốc ngày 23 tháng 1 được cho là đã thực hiện một cuộc diễn tập không kích tên lửa nhằm vào mục tiêu giả định là tàu sân bay Theodore Roosevelt của Mỹ. Các diễn biến này cho thấy căng thẳng Mỹ-Trung ở khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạn nhiệt, dù Nhà Trắng đã đổ chủ. Tân Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần trước cho rằng Trung Quốc gây ra thách thức an ninh lớn nhất đối với Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào tiết lộ thông tin bất ngờ vụ tàu Hàn Quốc có thuyền viên Việt Nam bị Iran bắt giữ. Tờ SGMP mới đây đưa tin, Iran bất ngờ tuyên bố, ngoại trừ thuyền trưởng, các tàu viên thủy thủ đoàn còn lại trên tàu Hankook Chemi, bao gồm hai thuyền viên Việt Nam, được trả tự do, có thể sẽ rời Iran cho một động thái nhân đạo. Ông Saeed Kati phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, thông báo hôm 2 tháng 1. Trong một động thái nhân đạo của Tehran, thủy thủ tàu của tàu chở dầu Hàn Quốc bị cáo buộc gây ô nhiễm môi trường ở vịnh Ba Tư được phép rời khỏi Iran. Theo ông Shahed, việc trả tự do này được thực hiện theo yêu cầu của chính phủ Hàn Quốc và sự hợp tác của cơ quan tư pháp Iran. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran không nói rõ liệu các thành viên thủ thủ đoàn của tàu Hàn Quốc đã rời đi hay chưa. Hãng Yonhap News của Hàn Quốc dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này cho hay, thuyền trưởng tàu chở dầu Hàn Quốc phải ở lại Iran là để trông coi con tàu vẫn chưa rõ liệu tàu chở dầu của Hàn Quốc có được phép rời Iran hay không. Lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran bắt giữ tàu Hancock Chemi và 20 thành viên thủy thủ đoàn gần với eo biển Ormuz hôm 4 tháng 1, cáo buộc tàu chở dầu Hàn Quốc gây ô nhiễm vùng biển. Các thành viên thủy thủ đoàn là công dân Việt Nam, Hàn Quốc, Indonesia và Myanmar. Động thái thả người mới nhất của Iran được đưa ra khi Tehran kêu gọi shun giải phóng hàng tỷ đô la Mỹ tài sản của quốc gia Trung Đông này đang bị đóng băng tại Hàn Quốc theo các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ấn Độ khốn đốn khi ngân sách quốc phòng hạn hẹp, khó đối đầu với Trung Quốc. Chỉ tiêu quốc phòng của Ấn Độ chỉ tăng 1%, điều này khiến tham vọng hiện đại hóa quân đội của Ấn Độ đã bị nghi ngờ, khó thành hiện thực giữa lúc tranh chấp chủ quyền biên giới Trung Ấn trên dãy Himalaya vẫn chưa thể giải quyết. Theo Bloomberg, ngân sách quốc phòng của Ấn Độ tăng lên thành 3,47 ngàn tỷ rup, với 47,4 tỷ đô la Mỹ. Trước đó một năm, chỉ tiêu quân sự của Ấn Độ là 3,43 ngàn tỷ rup. Tuy nhiên, chỉ tiêu quốc phòng của Ấn Độ chỉ bằng một phần tư so với Trung Quốc. Bởi theo thông báo hồi tháng 5 năm 2020, từ Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, ngân sách quốc phòng hàng năm của Trung Quốc là 178,6 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, theo ông Lasman Behera, phó giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Quốc gia, thuộc Đại học Jaharalan Nehru ở New Delhi, nhiều khả năng Ấn Độ sẽ cho tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, nhất là sau vụ đụng độ với binh sĩ Trung Quốc ở phía đông Ladakh. Ông Behera nói, đây có thể là dấu hiệu cho thấy chính phủ Ấn Độ vẫn tiết kiệm tiền cho lĩnh vực chủ quyền và an ninh quốc gia. Điều này cũng có nghĩa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ sẽ phải làm việc trong điều kiện thiếu nguồn tiền trong những năm tới. Cả Trung Quốc và Ấn Độ đã điều động hàng ngàn binh sĩ, xe tăng và pháo binh tới biên giới tranh chấp sau vụ đụng độ thung lũng Ganwan, bang Ladakh hồi tháng 6 năm 2020. Vụ đụng độ này khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng, trong khi đó Trung Quốc vẫn giấu thông tin về số binh sĩ thương vong sau vụ việc. Đây được xem là cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ tranh chấp kéo dài 70 ngày tại cao nguyên Đốc Lan hồi năm 2017. Các cuộc xung đột giữa quân đội Trung Ấn ở dọc đường kiểm soát thực tế LAC dài 3.488 km xảy ra giữa lúc Trung Quốc cho tăng cường sự hiện diện ở khu vực, còn Ấn Độ thì đang gồng mình đối phó với đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế do dịch bệnh. Trong năm 2020, binh sĩ Trung Ấn còn ít nhất hai lần va chạm và cáo buộc nhau là thủ phạm bắn chỉ thiên, phá vỡ thỏa thuận, không sử dụng súng cho bán kính 2 km tại LAC, biên giới không chính thức của hai nước trên dãy Himalaya. Cho tới nay, các tướng chỉ huy quân sự Trung Ấn đã tiến hành tới vòng đàm phán thứ 9 vào ngày 24 tháng 1, song căng thẳng ở biên giới hai nước vẫn chưa có hướng giải quyết. Trước đây, Ấn Độ từng thông báo về kế hoạch chi 250 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm cho tới năm 2025 để phục vụ chương trình hiện đại hóa quân sự, bao gồm nâng cấp phi đội chiến đấu cơ, tàu ngầm, xe tăng và xe bọc thép đã lỗi thời. Những khoản chi này đã bị giới hạn và Ấn Độ chuyển hướng tập trung và sử dụng các sản phẩm vũ khí được sản xuất trong nước. Điều này khiến hạn chót hoàn thành kế hoạch hiện đại quân sự vào năm 2025 của Ấn Độ bị nghi ngờ khó có thể đạt được. Dù Ấn Độ nằm trong top 5 quốc gia có mức chi tiêu quân sự cao nhất thế giới, song phần lớn ngân sách được dùng để trả lương cho khoảng 1,3 triệu binh sĩ tại ngũ, lương hưu phát triển và sửa chữa cơ sở hạ tầng. Nhiều chuyên gia nghi ngờ, với nguồn ngân sách hạn chế như vậy, liệu có đủ để Ấn Độ đáp ứng tất cả những mục tiêu đã đề ra? Ông Amrish Kochish, cựu cố vấn tài chính cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh, chi tiêu quốc phòng phản ánh những hạn chế về nguồn tài chính mà chính phủ Ấn Độ đang phải đối mặt cùng với mức chi tiêu y tế và cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Lộ hình ảnh bí mật đầu tiên của tàu ngầm hạt nhân mới ở Trung Quốc Bức ảnh được chụp bằng vệ tinh thương mại do công ty Marshall trụ sở tại Westminster, bang Colorado, Mỹ thực hiện và được bổ sung trong đợt cập nhật của Google Earth gần đây. Trung Quốc đã xây dựng một nhà xưởng khổng lồ cho các dự án đóng tàu ngầm hạt nhân. Địa điểm này gần nhà máy đóng tàu Bột Hải, tỉnh Liêu Ninh, cái nôi của các tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc. Dù xưởng tàu vẫn trong quá trình thi công, những khu vực chính đã hoàn tất và ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy bóng sáng của thân tàu đầu tiên của lớp tàu ngầm mới. Vẫn chưa rõ tên của lớp tàu này, tuy nhiên các nhà quan sát cho rằng đây có lẽ là chiếc đầu tiên của lớp tàu ngầm tấn công Type 095 hoặc lớp tàu ngầm tên lửa đạn đạo Type 096. Vệ tinh đã chụp được phần đuôi của tàu ngầm, kích thước của phần này từ 30 đến 32 m bề ngang 11 đến 12 m vào nhiều vào đó, các chuyên gia cho rằng đây phải là một đoạn tàu ngầm lớp Type 095 hoặc Type 096. Theo giới quan sát, lớp tàu ngầm mới nằm trong kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng của Hải quân Trung Quốc. Các tàu ngầm hạt nhân sẽ đóng vai trò then chốt nếu Trung Quốc muốn đạt đến tham vọng, trở thành một hải quân hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Lớp Type 095 là loại tàu ngầm tấn công được Trung Quốc kỳ vọng là có thể tiếp cận năng lực của lớp Virginia của Hải quân Mỹ và lớp Type 096 được thiết kế nhằm nâng cao khả năng sống sót và mở rộng phạm vi gian đe hạt nhân của Trung Quốc trên biển. Những lớp tàu ngầm mới của Trung Quốc sẽ hiện đại hơn Type 093, đặc biệt là ở khoảng cải thiện năng lực di chuyển tàng hình. Type 095 được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng nếu Plan muốn tăng cường sự hiện diện tại Ấn Độ Dương. Mỹ làm căng vụ Trung Quốc tham gia phát triển cảng lớn nhất Israel Theo báo Israel Haaretz, Mỹ hồi năm ngoái đã yêu cầu một cuộc thanh tra an ninh toàn diện ở cảng Haifa của Israel. Và với mối quan ngại về các việc công ty Trung Quốc tham gia dự án mở rộng và quản lý công trình, Tuy nhiên, các nguồn tin nói với báo Israel rằng phía nhà nước Do Thái dường như đã bác đề nghị này từ phía đồng minh Mỹ. Harris cho biết, căng thẳng giữa tình báo Mỹ và Israel vẫn tiếp diễn vì vấn đề này. Các quan chức Washington nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với việc Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng ở Israel và coi đây là mối đe dọa lớn tới lợi ích chiến lược của Mỹ ở Trung Đông. Trước đó, Mỹ được cho đã nhiều lần cảnh báo Israel về mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc tại cảng lớn nhất Israel và thậm chí là sẽ dọa dừng cho tàu Mỹ đậu ở Haifa nếu dự án tiếp tục. Một báo cáo của Viện Do Thái về an ninh quốc gia Mỹ nhận định, Trung Quốc đang đầu tư vào các công ty Israel và mua lại công nghệ của Israel để nâng cao vị thế quân sự và công nghiệp cũng như gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Theo thỏa thuận năm 2015 giữa Bộ Ngoại giao Vận tải Israel và Tập đoàn Cảng Quốc tế Thượng Hải (SIPG), phía công ty Trung Quốc sẽ vận hành Hai Pha vào năm nay. Mỹ được cho là lo ngại về kịch bản Trung Quốc hiện diện ở Hai Pha có thể gây nên lỗ hổng trong việc giám sát công nghệ của cảng và có thể có nguy cơ Bắc Kinh do thám các hoạt động của Hải quân Mỹ và Israel trong các cuộc diễn tập chung. Vì vậy, Mỹ nhiều lần kêu gọi Israel từ bỏ vụ hợp tác này trong nhiệm kỳ của cựu tổng thống donald trump mỹ nhiều lần cáo buộc trung quốc thực hiện các hành vi do thám thông qua đầu tư và tích hợp chính quyền trump đã tìm cách gây áp lực lên các đồng minh truyền thống họ không hợp tác với các công ty bị nghi có quan hệ với chính phủ trung quốc trung quốc nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ mỹ và tố ngược washington có kế hoạch ngăn cản đối thủ toàn cầu có thể ảnh hưởng tới các lợi ích kinh tế của mỹ Bản tin trên cũng đã khép lại chương trình của tin tức 24 giờ TV ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức 24 giờ TV. Và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.